Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Ngoại trưởng John Kerry tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo của Israel và Palestine để cố gắng cứu vãn cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông đang vấp phải nhiều khó khăn. Hôm thứ Tư, ông Kerry có những cuộc hội đàm được mô tả là mang lại kết quả với Tổng thống Palestine, trong khi cũng điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Sau 5 ngày tìm kiếm, cơ hội tìm thấy người sống sót sau vụ lở đất ở tiểu bang Washington đang thu hẹp dần. Số người mất tích đã giảm xuống còn 90, nhưng số người chết tiếp tục gia tăng. Tổng thống Barack Obama đã đến Vatican để hội kiến Đức Giáo Hoàng lần đầu tiên. Sau nhiều năm quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Giáo hội Công giáo, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến chống nghèo và bất bình đẳng ngày càng tăng. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.